Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là pin của HTC Design 626 với tên mã là BOB-KX100, dung lượng pin 2000mAh đang mặt tại dịdọc.com.vn, đang chờ được chuyển ship code đến địa chỉ của khách hàng tại tỉnh. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin của điện thoại HTC Design 626 bị phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, pin báo ảo, dùng nhanh hết, cần một địa chỉ thay mới pin cho điện thoại HTC Design 626. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 di động cao cấp chấm em để có tất cả linh kiện. Pin của HTC Design 626 với tên mã nó là BOB-KX100, dung lượng pin 2000mAh. Khi các bạn có nhu cầu thay mới pin cho HTC Design 626, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Rồi ship pin của HTC Design 626 đến tận chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng mà muốn tư vấn thêm, sửa các cái lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên HTC Design 626, quý các bạn vui lòng gửi máy đến các địa chỉ của di động cao cấp.vn hoặc liên hệ 0961234534. Chúng tôi tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại HTC Design 626 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.